Đến gần cuối tháng 11, Việt Nam đã xuất khẩu gần 23.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, ngày thấp điểm có hơn 10 xe, ngày cao điểm nhất có hơn 60 xe sầu riêng xuất sang Trung Quốc. Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, trong đợt đánh giá đầu tiên, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 51 mã số vùng trồng và 26 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng tại Việt Nam. Việc xuất khẩu chính ngạch đã khiến giá sầu riêng tăng cao nhất trong 5 năm qua, khiến bà con nông dân phấn khởi. Dù vậy, sản lượng trái sầu riêng hiện nay thấp nên cầu vượt cung, nhất là trái sầu riêng đạt chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, không đủ số lượng để cung ứng.